Đến với lễ hội trăng rằm đêm nay, trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi thuộc phường Phú Thủy, chúng em góp vui với chiếc lồng đèn lớn mang hình thỏ ngọc tinh nghịch và 80 lồng đèn nhỏ mang hình bông lúa. Chúng em chọn hình thỏ ngọc để làm lồng đèn vì hình thỏ ngọc vừa gần gũi vừa mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp. Sự tích ấy có ý nghĩa nhân sinh khá sâu sắc, là bài học về lòng nhân ái, giúp nhắc nhở mọi người cần phải biết yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau, đồng cảm và chia sẻ với nhau, đặc biệt là vào những lúc khó khăn hoạn nạn. Cảnh bông lúa từ lâu đã trở nên quá đổi thân thuộc với bà con nông dân và với tất cả nhân dân Việt Nam ta, với biểu tượng bông lúa của 80 lồng đèn nhỏ. Trong tâm thức của người dân duyên hải nói chung, trong đó có Bình Thuận nói riêng, cá ông hay còn gọi là cá voi là thần Nam Hải luôn bảo vệ, nâng đỡ họ trước sóng gió. Người dân có thể bám biển để thu hoạch ngư sản cũng như thể hiện chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Theo sau là lồng đèn lớn là 80, lồng đèn nhỏ là 80 chú cá heo. Mang tham gia với lễ hội lồng đèn lớn mang tên Tinh Hoa Bình Thuận. Nhắc đến Bình Thuận chắc hẳn ai cũng nghĩ đến quả thanh long, đặc sản của quê hương chúng ta. Quả thanh long không chỉ nổi tiếng trong nước mà còn được xuất khẩu ra nước ngoài. Với hương vị thanh mát, quả thanh long mang lại cho người thưởng thức cảm giác dễ chịu, thoải mái nhưng cũng vô cùng ngọt ngào. Cùng với lồng đèn lớn là những lồng đèn con với mô hình quả thanh long đỏ tươi, tượng trưng cho những mầm non tương lai của quê hương, chủ nhân của đất nước. Cá heo là loài động vật thông minh, tinh nghịch và đặc biệt gần gũi với con người. Chúng tượng trưng cho những ý nghĩa tốt đẹp và may mắn. Cá heo là biểu tượng của sự thân thiện, hiền hòa, tốt bụng, biểu tượng của sự thông minh, nhanh nhạy, của sự dũng cảm, tự do, giúp mang lại sự may mắn và bảo vệ, biểu tượng cho sự hòa thuận, đoàn kết và gắn bó chặt chẽ. Chính vì những ý nghĩa biểu tượng tốt lành của cá heo nên chiếc lồng đèn khúc hát của biển chính là bài hát đầy ý nghĩa của mặt phường Xuân An dành tặng cho đêm hội. 16 vành 16 trăng lên, bốn câu thơ đặc sắc của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm đã phần nào khắc họa được hình ảnh chiếc nón lá của đất nước Việt Nam. Từ xưa đến nay, nón lá đã trở thành một trong những nét đẹp riêng của người Việt, luôn gắn bó với lao động. Tham dự lễ hội Trung thu năm nay, phường Hàm Tiến mang đến chiếc lồng đèn lớn hình ảnh bình gốm châm với tên gọi Hồn của đất, muốn nhắn gửi đến mọi người một nghề truyền thống có giá trị về kinh tế, văn hóa, xã hội, dù trải qua bao thăng trầm trong tiến trình phát triển. Mang tên đón trăng, lấy màu đỏ làm chủ đạo, vừa tượng trưng cho ánh nến lung linh đang rực cháy trong những chiếc đèn trung thu, vừa tượng trưng cho hơi ấm xuân vầy của trẻ thơ trong đêm trung thu. Trên huyền rồng, dưới ánh trăng, giữa không gian tưng bừng tiếng trống, bao sau lồng đèn lớn là 80 lồng đèn nhỏ với tên gọi ánh trăng, mang hình ảnh logo năm du lịch quốc gia 2023, Bình Thuận Hội Tụ Xanh. Có hình ảnh trên, trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Lê Quý Đôn cũng góp phần vào việc tuyên truyền, quảng bá về năm du lịch quốc gia ở quê hương Bình Thuận. Phố phường đất nghỉ có thêm màu sắc rực rỡ của lễ hội trăng rằm đêm nay với chiếc lồng đèn thỏ lướt ván đầy ý nghĩa. Chú thỏ hiền hòa, thân thiện và nhanh nhẹn, biểu tượng của sự an lành, sung túc. Lướt ván là một môn thể thao rèn luyện sức khỏe và là một trải nghiệm mới lạ đối với khách du lịch biển. Chiếc lồng đèn với biểu tượng chú thỏ lướt ván trên biển, chúng em mong muốn quê hương không chỉ phát triển du lịch đơn thuần mà xa hơn là phát triển du lịch xanh. Theo sau là những chiếc lồng đèn nhỏ với biểu tượng quả thanh long xinh xắn. Thanh long mang ý nghĩa trồng mây hội tụ và biểu trưng cho sự cát tường, thịnh vượng. Với chiếc đèn lồng xinh xắn trên tay, chúng em mong muốn thanh long, rồng xanh Bình Thuận sẽ là sứ giả thân thiện đến với nhiều bạn bè trên thế giới. Đang đi qua lễ đài là đơn vị trường tình thương, đi trước là chiếc lồng đèn lớn là điểm nhấn của đêm hội ngày hôm nay. Hình ảnh cây lúa từ xa xưa đã được người Việt coi là biểu tượng cho cuộc sống ấm no, đủ đầy. Vì thế mà hình ảnh cây lúa bao bọc bên ngoài chiếc đèn lồng giống như một bàn tay to lớn, bao bọc, che chở cho những trái tim thuần khiết của các em nhỏ với mong muốn sẽ mang đến cho các em một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Theo sau chiếc lồng đèn lớn là 60 lồng đèn nhỏ mà trường tình thương mang tới lễ hội là hình ảnh hoa hướng dương, bởi đây là loài hoa luôn hướng về phía mặt trời, là biểu tượng cao đẹp nhất của lòng chính trực, sự thẳng thắn, thành thật và sự nhiệt huyết hết mình, là biểu tượng của những con người hướng đến chân, thiện, mỹ, cũng là mong muốn các em có hoàn cảnh khó khăn luôn bền bỉ, kiên cường về phía trước. Lễ hội trung thu năm nay, trường trung học cơ sở trung
trung học phổ thông Lê Lợi vinh dự được giới thiệu đến toàn bạn bè mô hình lồng đèn lớn là chú robot thông minh, thân thiện và đáng yêu. Chú robot với tên gọi NAO, robot hình người, có nguồn gốc từ Pháp và hiện đã có mặt hầu hết trên các quốc gia trên toàn thế giới. Chủ đề được mùa hải sản của bà con ngư dân Phú Tài ra khơi bám biển, giới thiệu những sản phẩm rất đặc trưng của hải sản Phan Thiết, đó là cá mực ốc sò. Đi trước với lồng đèn lớn cá voi là 80 lồng đèn nhỏ con mực lá. Cá mực của Phan Thiết là món ăn không thể thiếu được trong các bữa cơm mang đậm chất quê hương xứ biển. Đèn lồng lớn mang tên Hương Trăng với mô hình là trụ thanh long đang trổ hoa rực rỡ và chịu vả. Hoa thanh long có màu trắng tinh khôi, nhụy vàng với hương thơm dịu nhẹ khá quyến rũ. Và những quả thanh long chín đỏ mọng mang ý nghĩa về sự cát tường, thịnh vượng. Tất cả như hứa hẹn một vụ mùa bội thu, ấm no và hạnh phúc của người dân Bình Thuận, vùng đất đầy nắng, đầy gió. Đi theo sau là 80 lồng đèn nhỏ với mô hình hoa giấy, được thiết kế hết sức tỉ mỉ với các chất liệu như kẽm, giấy kiến. Hoa giấy tuy là một loại hoa bình dị, nhẹ nhàng nhưng nó thật kiên cường đứng trước mọi thử thách của khí hậu khô hạn. Đến với lễ hội trung thu năm nay, chúng em đến từ xã Tiến Thành muốn gửi đến thông điệp hãy thắp lên trong lòng trẻ thơ những khát vọng và ước mơ về một thế giới đẹp tươi. Hãy giữ gìn và phát huy lợi thế của quê hương, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước. Phong đậm đến với lễ hội trung thu năm nay với chủ đề bảo vệ trái đất. Mô hình lồng đèn trái đất là thông điệp mà thiếu nhi Phong đậm muốn gửi đến. Mỗi chúng ta phải bảo vệ, chăm sóc và giữ gìn ngôi nhà chung, cùng chung tay hành động để xây dựng một tương lai bền vững cho hành tinh và cho thế hệ mai sau. Lan tỏa thông điệp bảo vệ trái đất, biến cuộc sống này trở nên ý nghĩa và cùng nhau làm cho thế giới trở nên tươi đẹp hơn. Theo sau là lồng đèn lớn, là 80 bông hoa tulip, là phần tử rực rỡ, tươi sáng của hành tinh. Hình ảnh lồng đèn trung thu hoa tulip mang trong mình một tâm hồn lạc quan và ý nghĩa sâu sắc. Với hy vọng, niềm tin và tình thân như những bông hoa tulip rực rỡ nở trong bầu trời thu, kêu gọi chúng ta cùng đến bên nhau, tương thân tương ái như những bông hoa đang cùng nở. Phường Phú Trinh chúng em hưởng ứng ngày hội trung thu 2023 với chiếc lồng đèn lớn hình khinh khí cầu và 80 chiếc lồng đèn nhỏ hình ngọn đuốc. Khinh khí cầu thể hiện sự khát khao tìm hiểu và khám phá không gian như những chú chim tự do trên bầu trời, là biểu tượng của sự tự do, thành công. Chiếc khinh khí cầu gửi gắm khát vọng tuổi trẻ, bay đi cao, bay đi xa mãi, nhiều mong ước được hiến dâng tuổi trẻ, ra sức phấn đấu từ học tập đến làm việc để cống hiến cho quê hương, cống hiến cho đất nước. Bên cạnh đó, những chiếc lồng đèn nhỏ hình ngọn đuốc được thắp sáng lên với tia hy vọng về tương lai giàu đẹp, phồn vinh của đất nước. Ngọn đuốc khơi gợi lại cho chúng ta tinh thần kháng chiến của dân tộc ta. Ngọn lửa từ bao đời này luôn là biểu tượng thiêng liêng của sự sống, đem lại ánh sáng, sự ấm áp cho con người và vạn vật. Trong những cuộc kháng chiến, ngọn lửa trở thành biểu tượng của sức mạnh và ý chí, là biểu tượng rực cháy của niềm tin và hy vọng chiến thắng.